Xin chào tất cả các bác, các anh, các chú. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái mẫu hàng tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại đây ạ. Số điện thoại đặt hàng của bên em Shop Long Hợi, điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi ạ. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc nha các bác. Cái này thì tiền ship họ đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Rồi đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 nha. Đây, số 1 ở đây em đang có một bộ combo những cái đèn báo này. Để em xem có bao nhiêu cái nhé. 2 này, 4, 6, 8, 9 cái các bác. 2, 4, 6, 8, 9 cái. Đây các bác, cái là đèn báo như này. Cái này của nó điện, đây sẽ là điện 12 hoặc là 24V nha các bác. Made in Korea, hàng Hàn Quốc. Nó có cái đèn màu cam này, mới là cái đèn màu xanh. Đây các bác. Ở đây này, như cái mẫu này em đang cầm tay là điện 240V, điện một pha bình thường nhá. Hình như có một cái này điện DC thôi này, còn đâu các cái này là điện AC. Phần chân ốc các thứ là vẫn còn đầy đủ nha các bác, không có bị thiếu đâu. À đây, như cái mẫu này là điện DC này. Thế là nó sẽ có hai loại. Một là AC và hai là DC nha các bác. Đây, có một cái màu xanh này, một cái màu đen. À đây có hai màu xanh, một màu đen, còn đâu là màu vàng nha các bác. Đây là bộ combo của mẫu số 1 có giá là 80.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là mấy cái lọc này. Mấy con lọc như này, cái này bên dưới phần đế nó có cái chân cài như này nha các bác. Em xem là nó cùng một mẫu không nhá. Cùng một loại các bác. Đây các bác, Made in Korea. Cái này là điện một pha AC 250V, công suất là 6A nha các bác. Hình thức còn mới đẹp, phần chân ốc vẫn còn đầy đủ này, không có bị bể vỡ gì ạ. Và cái nào bên dưới cũng có cái phần chân đế như này. Cái này thì em sẽ bán theo combo nhá, 100.000 combo 2 chiếc. Cùng một loại, cùng một thông số nha các bác. Đây là combo của mẫu số 2 nha các bác. Đây các bác chốt số 2 thì báo em nhé. 100.000 hai cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là combo một ít các cái mẫu xi lanh. Đây có một cái to này. Cái này to của nó là phi 63, là loại lớn đấy các bác. Hành trình 20, hàng của SMC này. Em đo kích thước này. Con này cái phần thân tí hơi đem đo là phi 20. Đầu ống sẽ là ống 6 nha các bác. Phần van ống này của nó bằng đồng này các bác. Phần ống bằng đồng này, thử lâm châm không hút nha. Còn phần thân mẫu này bằng nhôm nha các bác. Mẫu này loại lớn đấy. Đây là một chiếc to này. Còn đây là có mấy cái chiếc này là chiếc nhỏ. Như cái mẫu này thì hành trình là phi 32, hành trình 20. Đây phần ống này của nó sẽ là ống mấy nha. Ống 6 nha các bác. Tất cả đầu van ống vẫn còn đầy đủ. Đây nó có một chiếc này là ống 4 này. Các bác về mà muốn thay sang ống 6 mình có thể chuyển sang nhá. Đây các cái mẫu này là đều là phi 32, hành trình 20 nhá. Mẫu này nó có cả trục bi bên trên này. Có một cái này là hành trình 15 nha các bác. Đây là combo của mẫu số 10, mẫu số 3. 180.000 combo 5 cái nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Số 4 là bộ combo này, gồm 2 4 6 chiếc nha các bác. Đây mẫu này là sẽ là xi lanh 3 ti hơi. Như cái mẫu này còn tem này. Phi 16, hành trình 20. Phần ti hơi nó đẩy ra hành trình nó được là 2 cm. Ti hơi ở giữa em đo được là 8 ly, bên ngoài này đo được là 10 ly nha các bác. Đây, cái mẫu này đang có hai cả. À đâu, cái mẫu này khác. Đây, mẫu này khác này các bác. Mẫu này hành trình dài hơn. Mẫu này hàng SMC phi 12, hành trình 30. Phần tí hơi mẫu này bên trong là được 6 ly, bên ngoài là được 8 ly nha các bác. Đây, đây là một cặp này. Đây là một cặp này, phi 16, hành trình 20 này, một loại to này. Còn đây có một chiếc nhỏ. Này là phi 12, hành trình 10. Đây các bác, hành trình ngắn, hành trình 10 nha các bác. Còn đây một chiếc này. Chiếc này ở đây, ở bên dưới này nó có cái phần trục bi quay này các bác. Bên trên đây cũng có cái phần bi này đấy. Đấy.
kiểu như cái phần ti hơi bên trong ấy. Đây, cái phần giữa này là cái phần ti hơi này, còn bên ngoài sẽ có là bi kết hợp cả trục tròn. Còn mẫu này thì đầu ống của nó sẽ là ống 4 nhá. Logo SMC 20 hành trình 10. Combo 5 chiếc này. Đây các bác, combo 5 chiếc này của là của mẫu số, à đây 6 chiếc chứ, cả một chiếc này này. Chiếc này là 2 ti hơi. Combo này là gồm 6 chiếc của mẫu số 4, có giá là 150.000. Xe lăn chuyến này giá rẻ lắm, nếu bác nào có nhu cầu mua thì mình chốt đơn liền nhé. Rồi, tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là bộ combo này. Combo này nó bằng nhôm các bác, các cái mẫu kiểu ban me ấy. Đây này. Cái này phần mặt bích của nó sẽ là vuông 4cm nhá. Phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm ạ. Đây. Ở cái này nó sẽ thiếu đồ nha các bác. Thiếu đồ vì các bác là nghiên cứu thêm nhá. Đây là có mấy cái nút phỉnh này mà nó bị hỏng này các bác. Còn phần nút ren của nó thì vẫn trơn. Mẫu số 5 combo này có giá là 100.000 nha các bác. Đây rất là nhiều thứ linh tinh nha này. Hiện tại nữa ở gần nhà em nó đang có cái công trình thi công nên là hơi ồn một chút, cho các bác xem video thông cảm giúp em nhé. Tiếp theo là mẫu số 6. Số 6 là combo với cái màn hình. Với cái màn hình này các bác. Cái này phần chân ốc thì nó hơi xấu, hơi dỉ nha các bác. Đây mẫu này nó còn cái tem này. Made in Korea. Điện 100 đến 240V nha các bác. Có một cái này màn hình hơi xấu này, còn hai cái này. Đây các bác, combo 3 cái màn hình nha. Đây là mẫu số 6. Bộ combo này có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Số 7 là mấy cái ban me bên trên này, dạng ban me bàn trượt như này nè các bác. Cái mẫu này thì có cái trượt, có cái không trượt, có cái nó chặt nha các bác. Các bác về phải vệ sinh lại nha. Đây, mẫu này phần mặt đích của đem đo là 6cm này các bác. Mặt của nó là hình thức là hình vuông nhá. Cái này thì em bán theo combo là 100.000, là combo 6 chiếc. Đây như cái này nó đang hơi chặt này, vì các bác phải vệ sinh lại nhá, chứ không phải cái nào nó cũng trơn tru đâu nha. Cái này em bán theo combo không có chọn nhá. Combo có giá là 100.000. Combo 6 cái. Mẫu số 8 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7 chứ. Mẫu số 7 combo 100.000, 6 cái. Còn đây là mẫu số 8, một cặp bi. Cái này của nó là bi trục tròn, lỗ trục phi 25. Đây các bác, lỗ 25 nhá. Còn phần đường kính bên ngoài của nó là 40. Mẫu này chiều dài này. Chiều dài đem đo là 11cm nha các bác. Đây combo 2 cây này của cái mẫu số 8 có giá là 70.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Số 9 là combo 2 cái cục nguồn. Đây các bác, cái này bên sườn nó có cái tem này. Điện đầu vào của nó là 100 đến 240V. Điện ra của nó là 5V 20A nha các bác. Đây, cái này là bộ combo 2 chiếc của mẫu số 9 có giá là 100.000 2 cái. Mẫu này em đang có 4 cái là 2 bộ nha. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là combo bi này. Cái này của nó là bi trục tròn lỗ trục 20 nhá. Nó có loại ngắn này, mấy cả loại dài như này. Đây toàn bộ là bi 20 nha các bác. Để em xem có tất cả bao nhiêu cái nhá. 3 này, 4 này, 5, 6 65 là 11. 11 chiếc nha các bác. Combo của mẫu số 10 có giá là 130.000. Tiếp theo đây là mẫu 11. Mẫu 11 này như nó có hai loại này. Để em xem nào. Như cái mẫu này là bao nhiêu đây. Mẫu này là bi 16 này các bác. Còn có cái loại này nhỏ hơn. Loại này là bi của nó là mười mấy đây, 13. Bi 13 nha các bác. 13 và 16 nhá. Đây là bộ combo của cái mẫu số 11 có giá là 150.000. Đây các bác, bi 13 này. 13 và 16 nha. 150.000 combo mẫu 11. Tiếp theo chuyển qua mẫu 12. 12 là bộ combo những cái ổ cắm các bác. Cái này ổ cắm của Hàn Quốc nhá. Cái này của nó là 16A 250V ổ cắm chân tròn. Đem có là 6 chiếc này. Đây các bác, có 6 chiếc nhá. Bộ combo này là có giá là 100.000, mẫu số 12. Tiếp theo chuyển qua mẫu 13. 13 là cái bộ combo xi lanh. Combo các cái xi lanh mẫu nhỏ nhỏ như này. Như cái mẫu này em đang cầm tay là phi 20 hành trình 15. Đầu ống của nó sẽ là ống 6 nhá. Cái này thì các bác phải cấp hơi vào thì nó mới đẩy cái phần ti hơi lên trên nhá. Đây còn mẫu này. Mẫu này nó có cái tem của TBC phi 25 hành trình 15. Đấy. Đây còn mẫu này. Mẫu này nó có cái hành trình ngắn này. Các cái phần thân, cả phần mặt bích của nó là bằng gì nhỉ? Bằng nhôm nha các bác. Nó có một chiếc của TBC ra. Còn đâu là hàng SMC. Ở E-Tac nhá. Toàn hàng mới đẹp thôi các bác. Đầu van ống cái mẫu nhỏ này thì đóng rồi nó sẽ là ống 4 hoặc là ống 6 thôi.
Đây là combo của mẫu số 13 có giá là 170.000, nhiều lắm luôn các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 14. 14 là cái mẫu này. Mấy cái đồng hồ này các bác. Mấy cái màn hình đồng hồ điện tử này, đây nó ghi thông số là điện đây này các bác. Điện 12 và 24 V DC nhá. Như cái này thì em sẽ lựa cho các bác là cái màn hình còn nguyên, không có bị bể vỡ này. Như cái mẫu này em đang cầm tay là hàng của SMC. Nó sẽ có một cái màn hình với cả ba cái nút nhấn điều khiển ở đây. Cái này thì em bán theo combo 100.000 là combo 10 cái, mẫu số 14 nha. Tiếp theo là mẫu 15. 15 ở đây em đang có mấy cái mẫu xi lanh này. Đấy, chiếc đầu tiên là một mẫu xi lanh xoay, kiểu xi lanh nhỏ nhỏ ấy. Mẫu này nó có ký hiệu của SMC này, Made in Japan. Rất là nhỏ xinh luôn. Đấy này. Cái này nó cũng giảm của một mẫu xi lanh xoay này. Cái này Made in Japan này các bác. Đầu ống hơi đây của nó sẽ là ống 6 nhá. Phần thân của nó bằng nhôm hết này. Bên trên này nó sẽ có một cái xi lanh xoay và một cái mẫu xi lanh kẹp bên trên này các bác. Đấy, đầu ống cái này của nó sẽ là ống 4. Đây logo SMC này. Đây là combo 3 món của mẫu số 15 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 16. 16 là cái mẫu xi lanh kẹp. Đây mẫu xi lanh kẹp nha các bác. Mẫu này cái phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm. Ở đây đầu van ống của nó sẽ là ống 4 này. Mẫu xi lanh kẹp bên dưới đây. Bên trên này nó sẽ có cái phần trục vi có nhông ở đây nha các bác. Phần bánh nhông, phần khung này. Phần khung của nó khung nhôm nha các bác. Một chiếc như này sẽ có hai cái phần xi lanh kẹp và cái nào thì cũng đều có phần trục bi và bánh nhông quay như này. Đây là các bác chốt cho em là mẫu số 16 nhé. 130.000 một chiếc. Đây cương như này là một chiếc nha các bác. Mẫu này hiện tại em đang có 5 cái. Giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 17. 17 là bộ combo 3 cái xi lanh. Mẫu này là xi lanh 3T nha các bác. Đây, để em xem nào. Mẫu này còn cái tem Phi 25 hành trình 20. Khá là lớn đấy ạ. Phần tí hơi bên trong đo được là 12. Đây ba cái này đều là 12 nha các bác. Bản rộng phần thân mẫu này là được 9,2 cm, chiều dài đo được là 7,4 cm nha. Còn chiếc thứ hai. Đây các bác. Chiếc này đầu van ống của nó sẽ là ống 6 nha. Mẫu này là logo thông số này, Phi 20 hành trình 30. Đấy các bác, phần ti hơi này của nó này. Ở giữa này em đo được là 10, bên ngoài này đo được là 12 nha các bác. Đây cũng là loại lớn đấy. Rồi tiếp theo đây là mẫu số 3. Mẫu này Phi 20 hành trình 40. Phần ti hơi mẫu này đẩy lên đã được hành trình 4 cm nha các bác. 3 mẫu này. Mẫu số 17, combo 3 chiếc có giá là 150.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 18. 18 là cái mẫu bi. Này của nó là bi trục tròn các bác. Lỗ trục bên trong của nó sẽ là lỗ 12. Đây các bác, chuẩn 12 luôn nha. Em đo kích thước này. Phần đế bản rộng đo được là 4,2 cm, chiều dài đo được là 7. Chưa được các bác, kém 1 ly nó mới được 7 cm. Ở bên sườn đây này, nó có một cái đầu kiểu như cái đầu để bơm mỡ vào này các bác. Đầu bơm mỡ vào trong bi ấy. Đây, bên trong nó sẽ có các cái bi như này. Cái này thì em sẽ bán theo combo nhá. Đây một bộ là các bác sẽ có 2 chiếc như này, có giá là 70.000. Bác nào mà mua từ 10 bộ trở lên chuyển khoản thì em miễn ship nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. 19 ở đây em có cái bi này. Cái này của nó là bi trục tròn, lỗ trục của nó là lỗ 40 nha các bác. Lỗ 40 đấy. Ôi. Cái này là còn nguyên mỡ này, em cứ để ở đây đấy. Cái này thì chiều dài phần thân bi của nó là 9 cm, bản rộng phần đế là 10 cm nha các bác. Mẫu số 19 này. Một bộ các bác sẽ có 2 chiếc nha. Một bộ 2 chiếc có giá là 200.000. Mẫu này thì em đang có là 2 bộ. Tiếp theo là mẫu 20. 20 là một mẫu bàn xoay. Đây các bác. Mẫu bàn xoay này, cái này của nó bằng nhôm nhá. Bên trên cái phần mặt bích này nó có kiểu như lâm châm các bác. Đặt thước lên nó hút này. Đấy, nó hút lâm châm nha. Đường kính phần mặt bích đo được là 16 cm nha các bác. Bên dưới của nó sẽ có cái mặt vuông như này. Cái này cái phần vuông của nó là 16 cm luôn các bác. Ở đây nó có hai cái đầu điện bên dưới nhá. Đấy. Mặt bích xoay. Xoay rất là trơn tru nha các bác. Ngược xuôi đều được hết. Mẫu số 20 có giá là 400.000 một chiếc. Cái này thì em đang có 4 cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 21. 21 là mẫu xi lanh. Mẫu này là xi lanh hơi inox nha các bác. Đầu bên trên nó sẽ có cái đầu khớp như này. Đây các bác. Phần đầu ống này của nó sẽ là ống 8 nhá. Logo ký hiệu của SMC này. Phi 42 hành trình 180. Là cái phần ti hơi này. Nó sẽ đẩy lên hành trình được 18 cm các bác. Phần ti hơi thì em đo được là phi 14 ạ. Tất cả đầu van ống vẫn còn nguyên. Phần thân của nó thần thân inox nha các bác. Các bác còn có dùng lâu ngày này, mình có lau chùi vệ sinh đi nó rất là dễ dàng luôn.
Mẫu số 21 có giá là 100 ngàn một cây. Hàng mà to, hành trình dài, giá lại rẻ nha các bác. Mẫu này bác nào mà hôm nay mua từ 10 cây trở lên, chuyển khoản em miễn ship luôn nhá. Rồi tiếp theo trưởng con mẫu 22. 22 là cái mẫu trục này. Ở đây bên trong của nó có bi này các bác. Phần trục này của nó bằng sắt nhá. Cái này phần trục tròn em đo được là phi 12. Cái phần thân nhôm ở đây em đo được là 35. Tổng chiều dài này, cái này để nguyên như này đo tổng chiều dài được 35cm nhá. Mẫu số 22. Cái này thì em bán theo combo 70.000, combo 2 cái. Đây em đang có 4 cái đây. Tiếp theo là mẫu 23. 23 là cái cục, cái này kiểu như cái cục biến thế các bác. Đây nó, đây là có các cái đầu dây như này. Ở đây nó ghi là 220 rồi 15 này. Không biết là điện bao nhiêu cơ. Mẫu này bản rộng phần thân là được 4,5cm. Chiều dài bên này là được 8cm. Để nguyên tổng chiều cao được 6,5cm nha các bác. Mẫu số 23 có giá là 100 ngàn. Các em có một chiếc thôi nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24. Đây, 24 là cái mẫu này. Hiểu cái mẫu này là cái mẫu dẫn hướng của cái các cái đầu dây các bác. Mẫu này phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm nhá. Đây các bác, ở đây này, kiểu như là có cái bi này. Bên sườn đây là sẽ có cái hai cái phần bánh răng như này. Đây đây là các cái kiểu cái mẫu giống như con lăn này, nó dẫn dây ấy. Con này bản rộng phần thân là 12cm. Tổng chiều cao của nó là được 7cm nhá. Hình thức thì còn rất là mới và đẹp. Cái này là mẫu số 24, có giá là 70.000 một chiếc nha các bác. Con này bác nào mà mua từ 10 chiếc trở lên, chuyển khoản là được miễn ship. Tiếp theo là mẫu 25. Đây, 25 là cái mẫu này. Nó cũng kiểu giống như cái mẫu 24 đấy các bác, nhưng mà hình thức của nó thì hơi khác một chút thôi. Đây cũng có các cái mẫu con lăn để nó dẫn hướng dây như này. Bên sườn nó cũng có cái phần bánh răng. Cái phần khung của nó thì kiểu hơi khác thôi. Bản rộng phần khung đo được là 14,5cm nhá. Cái này cũng có giá bằng tiền. Mẫu số 25 có giá là 70.000 một chiếc. Các bác cần xem kỹ hình ảnh của hai mẫu này, mời các bác qua Zalo xong em chụp ảnh các bác xem tham khảo thêm nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 26 ạ. Là cái mẫu bên trên này các bác. Cũng là cái mẫu cái khung để dẫn hướng dây này. Ở đây nó có cái pulley này các bác. Phần khung của nó khung bằng sắt nhá. Bên trên này, cái phần này 1 này, 2, 3 sẽ có 3 cái phần pulley như này. Bên đằng sau là cái này kiểu như là có cái trục bi bên trong, nó cũng sẽ xoay như này nha các bác. Đây là mẫu số 20. Mẫu số 2 mấy đây? Mẫu số 26 nha các bác. Mẫu này có giá là 80.000 một chiếc. Mẫu này cũng đang có 10 cái đấy các bác. Tiếp theo là mẫu 27. 27 là cái mẫu vòng sắt này. Này bằng sắt nha các bác. Mẫu này độ dày em đo được là 6 ly. Đường kính này, đường kính bên ngoài của nó là được 16,5cm nha các bác. Đây là mẫu số 27. Combo ở đây em có 10 chiếc, có giá là 100 ngàn. Tiếp theo là mẫu 28. 28 là cái mẫu ống nhôm này. 28 là cái mẫu ống nhôm. Nhôm này của nó bên trong rỗng ruột nha các bác. Đây thì cầm lên thấy nó nhẹ các bác. Cái này đường kính bên ngoài ở đây em đo là 30. Tổng chiều dài này, đây bên trên nó có một cái núm như này. Tổng chiều dài của nó là được 38,5cm nha các bác. Mẫu số 28. Combo 7 chiếc có giá là 100 ngàn. Mẫu này em đang có 2 bộ combo nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 28 là đến 29. 29 là cái mẫu motor này. Mẫu này hình như cũng đang có 2 cái này. Đây các bác, bên trên đầu đây nó có một cái phần pulley nhôm. Phần lỗ trục này của nó là lỗ 14 nhá. Bên sườn đây nó sẽ có một phần, ba cái phần rắc cắm như này. Đây các bác, có cái tem thông số này, AC sạc vô motor. Cái này là hàng của LS. Công suất là 200W, điện 200V nha các bác. Đây phần thân em đo này. Tổng chiều dài của nó là được 16,5cm nhá. Bản ngang ở đây em đo là 6cm. Số 29, 150.000 một chiếc. Cái này chắc đang có 2 cái cùng một thông số ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 30. Đây, 30 là cái cuộn dây điện này. Cái này dây của nó dài 7m nha các bác. Đây nó có cái phần dây rắc như này. Và cái phần chân rắc cắm bên trên này của nó này. Nó có 4 cái chân dẹt như này.
30A này, 250V. Dây dài 7m nhá. Còn đây là cái phần rắc bên trên đầu này của nó này. Đấy. Đây là mẫu số 30, có giá là 350.000. Đây mẫu này nó còn cái phiếu giấy ở đây này. Cái này kiểu như chữ Nhật đấy các bác. Rồi tiếp theo đây là mẫu 31. 31 mẫu này dây dài 6m này. Đây là cái phần rắc của nó này. Còn đây là cái phần chân của nó. Mẫu này là 20A, 250V. Mẫu này là 6m nhá. Mẫu số 31 này có giá là 270.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 32. 32 là cái mẫu khung nhôm này các bác. Đây các bác. Có cái phần nắp bịt hai đầu này của nó là rời thôi. Còn đâu cái phần khung đế bên dưới này của nó là liền một khối luôn. Nó là dạng kiểu như cái này giống như kiểu cái máng nước ấy. Đây, hình dáng kiểu như vậy nha các bác. Mẫu này bản rộng đo được là 8,7cm. Để nguyên đo tổng chiều dài là được 75,5cm nha các bác. Đây còn cái chiều bên này. Chiều bên này đo được là 7cm. Mẫu này bản ở đây độ dày đo được là 9 ly nha các bác. Mẫu số 32 có giá là 250.000. Hình thức còn mới đẹp nha. Nhôm Hàn Quốc đấy ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 33. 33 ở đây em đang có mấy cái thanh nhôm này. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày đo được là 1cm. Kích thước này. Mẫu này bản rộng là 5,5cm. Chiều dài là 36cm. Số 33 có giá là 35.000 một cái. Tiếp theo là mẫu 34. 34 là một cái mẫu motor này các bác. Mẫu này nó sẽ có một cái phần khung bằng nhôm nhá. Mặt trước nó sẽ có một cái con lăn bằng cao su và một con lăn bằng nhôm như này. Cái phần con lăn bằng cao su này nó có gắn với cả cái motor đằng sau đây nha các bác. Đây em sẽ đo kích thước phần khung nhôm trước nhá. Mẫu này cái phần khung nhôm mặt bích ở độ dày là 1cm. Kích thước này. Mẫu này bản rộng đo được là 15cm. Chiều cao phần khung nhôm là được 35cm ạ. Còn đây là cái phần motor đằng sau của nó này. Điện 1 pha, công suất là 6W, điện 220V nha các bác. Cái này thì bên em sẽ đấu điện cho các bác trước. Về các bác là chỉ có ghim thêm dây điện vào là sử dụng nhé. Số 34, mẫu này có giá là 250.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại em đang có là 3 cái nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 35. Đây 35 là cái mẫu này, ở đây em đang có 2 cái đây. Hơi bụi một chút để em quét đi nhá. Ở đây bên sườn nó sẽ có cái phần dây rắc cắm như này. Ở đây nó có một cái màn hình điện tử của Mitsubishi này. Đây các bác. Đây em giơ cận cảnh cái phần tem này. AC servo Mitsubishi. Mẫu này công suất là 100W. Điện đầu vào này từ 200 đến 240V. Còn điện ra của nó là điện 3 pha nha các bác, 170V. Make in Japan này các bác, Made in Japan nhé. Các bác có cần xem thông lại thông số thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh lại nhé. Phần thân bản rộng là được 13,5cm. Chiều dài phần thân của nó khoảng 16cm nhé. Đây nó sẽ có cái màn hình điện tử bên cả. Các cái phần dây điện nó đã cắt rồi. Điện đầu vào là điện 1 pha nha các bác. Đây là mẫu số 35. Ở đây em đang có. Mẫu này đang có 4 cái. Mẫu số 35 này đang có 4 cái nha các bác. Có giá là 200.000 một chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 30 mấy nha, 36 á. Đây 36 là cái mẫu này, ở đây nó có 2 cái các bác. Ở đây nó ghi là hàng của LG này, LG là hàng của gì đây. Đây, đây bên sườn đây nó có cái tem này, điện 5. Ở đây nó ghi là 5V và 12V này các bác. Mẫu này thì bản rộng 14,5cm, chiều dài là 17cm nhá. Đây là mẫu số 36. Mẫu này có giá là 100.000 combo 2 cái. Nó ghi là điện 5V và 12V nha các bác. Đây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 37 nha. 37 là cái mẫu khung này. Cái này phần khung hai bên sẽ có hai cái trục tròn sắt đặc phi 16. Có bi đây nha các bác. Hai bên có hai bi rất là mới này. Phần khung bên dưới, bên trên của nó sẽ là bằng nhôm nhá. Ở giữa đây nó sẽ có một cái xi lanh hơi. Phần nhôm bên dưới này, độ dày là 1cm. Phần bên trên là 1,5cm.
trục tròn phi 16 nha các bác. Đây, ở đây nó sẽ có cái xi lanh hơi ở giữa này. Phi 50, hành trình 40 à? Để em xem nào, cái phần ti hơi này. Phần ti hơi của xi lanh đo đọc là phi 20 nhá. Hành trình phần ti hơi này, đây nó ghi là 50 x 40, nhưng mà lại thấy trừ 30 đằng sau này, không biết là hành trình của nó có được 40 không. Hành trình cái phần ti hơi này nó đẩy lên được khoảng 35 nha các bác, 30-35. Đầu van ống của nó sẽ là ống 6. Đầu dây cảm biến vẫn còn đầy đủ đây các bác. Em sẽ đo kích thước phần khung nha. Bản rộng phần khung là 7 cm, chiều dài phần khung là được 29 cm ạ. Đây các bác, rất là mới và đẹp luôn. Đây các bác, mẫu này nó kiểu xi lanh hai đầu ấy. Các bác cấp hơi vào thì nó sẽ trơn tru hơn nhé. Tại vì em lấy bằng tay này thì nó hơi khó, cấp hơi vào thì nó sẽ hoạt động. Đấy, nó đẩy qua đẩy lại như vậy. Mẫu số 37 có giá là 250.000 một chiếc. Mẫu này thì đang có 10 cái luôn nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 38. Các bác có cần xem lại hình ảnh của mẫu này, mời các bác qua Zalo em chụp ảnh lại nha. Đây, 38 là một cái phần khung. Đây, phần khung mặt bích này của nó bằng nhôm, phần màu đen này của nó bằng sắt nhé. Trục tròn hai bên là phi 16, phần khung nhôm độ dày là 1.5 cm, phần khung sắt bên dưới độ dày là 1.4 cm nha các bác. Bản rộng đo được là 7 cm, chiều dài phần khung là 29 cm. Để nguyên như này đo cả khung là được 18.5 cm nha các bác. Phần bi hai bên này trơn tru nhẹ nhàng, các bác có thể tháo rời ra được nhá. Đấy, hai bên sẽ có hai bi như vậy. Số 38 có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này cũng đang có 10 cái đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 38 này, 39 này. 39 ở đây em đang có một bộ combo hai cái cây trục tròn đây. Hai cây trục tròn sắt đặc nha các bác, một cây dài một cây ngắn. Đây cây đầu tiên. Này của nó là trục tròn sắt đặc phi 25. Chiều dài này, mẫu này chiều dài là được 88 cm. Còn một cây này, cây này nó có một cái phần bên trên này hơi dỉ một chút nhá. Đầu ngoài nó có một cái phần trục nhỏ hơn. Phần đầu ngoài này đo được là 15, còn phần bên trong này là 25. Mẫu này để nguyên, đo tổng chiều dài là được 76 cm. Số 39, combo 2 cây, có giá là 220.000 2 cây. Cái này em bán 2 cây luôn nhá, không có tách lẻ nha các bác. Rồi tiếp theo là mẫu 40. 40 là cái mẫu trục gối này. Cái này gối của nó một bên là gối bằng nhôm này các bác, còn bên kia bằng sắt nhá. Phần trục này của nó bằng phần trục này, bên trong của nó là sắt đặc luôn nha các bác. Phần đầu trục ngoài này đo được là 28, còn phần trục chính to ở giữa này của nó là phi 50. Đây các bác, hai bên này của nó sẽ có bi. Phần gối bi này của nó là gối bi kép nha các bác. Đây, em sẽ đo kích thước phần bi này. Cái này bản rộng phần bi là được 14 cm, chiều cao phần gối bi đo được là 11.5 cm nha các bác. Đây phần trục này, cái phần thân to này của nó là phi 50 nha. Đây cái phần bên này của nó bằng sắt nha các bác. Ở đầu đây nó có một cái phần ren này. Đây phần trục bi quay rất là êm nhá. Để em đo thêm tổng chiều dài cả sản phẩm là được bao nhiêu nào. Cái này đo tổng cả chiều dài sản phẩm là được khoảng 71 cm. Đây để em xem cái mã bi của nó là bao nhiêu đây. Make in Japan. Bác đợi một chút để em tháo cái này ra nhé. Đây các bác quan sát này, như một cái phần bi nhôm này và cái phần bi sắt kia cũng đều có, sẽ có hai cái bi bên trong. Đây để em tìm mã bi này. Mã bi này, mã bi của nó là 6207. Thì phần lỗ trục này của nó sẽ là lỗ 35 nha các bác. Đây các bác, lỗ 35 là cái phần khúc này này. Đấy, sẽ là lỗ 35. Đây, đây là bộ của mẫu 40. Mẫu này có giá là 700.000 một chiếc nhá. Mẫu này mà bác nào mà chuyển khoản trước là được miễn ship. Mẫu này hiện tại là đang có 4 cái. Tiếp theo là mẫu 41. 41 là mẫu xi lanh 2 đầu này. Đây các bác, xi lanh 2 đầu như này. Đầu van ống sẽ là ống 6. Đầu dây cảm biến cũng còn đây các bác. Mẫu này cái tem nó bị mờ mất rồi. À đây cái tem đây. Phi 50, hành trình 20 các bác.
phần ti hơi đẩy lên sẽ được là hành trình 2 cm. Ở đây phần ti hơi của nó này, em đo thước này, đây đo thước được là phi 20 nhá. Bên trên nó sẽ có vẫn còn nguyên cả phần khớp như này. Mẫu này hình thức còn mới đẹp nha. Số 41 có giá là 100 ngàn một chiếc. Mẫu này hiện tại cũng đang có tầm 4 hoặc 5 cái gì đấy. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 42. Mẫu 42 đây. Mẫu này cái phần khung của nó khung bằng sắt nha các bác. Bên trên nó sẽ có cái phần khớp này của nó bằng bằng nhôm ạ. Đây, khung sắt này, còn bên trên này bằng nhôm nha các bác. Cái này phần lỗ bên trong này, ở đây em đo được là ôi chết rồi, nó vào cái rãnh. Phần lỗ bên trong đem đo là 35 ạ. Phần khung sắt bên ngoài độ dày đo được là 1 cm. Bản rộng này, bản rộng phần khung là 5 cm. Chiều dài phần khung đo được là 20 cm nhé. Cái này thì em bán theo combo 70.000 là combo 2 cái nhé các bác. Đây em đang có 6 cái này. Rồi tiếp theo là mẫu 43. 43 là mẫu xin lanh. Cái này hàng mới cho qua sử dụng luôn này các bác. Ở đây nó sẽ có cái phần nắp gen bịt vẫn còn ở đây. Phi của nó là phi 63, hành trình 300. Là cái phần ti hơi này, nó đẩy lên hành trình sẽ được là 30 cm nhá. Nó còn cái phần nắp bịt ở đây nên là kéo lên mà nó hơi bị khó. Đây để em cậy cái này ra xem nào. Ôi dồi, cậy ra khó quá. Cái này cái phần ti hơi đem đo là phi 20 nha các bác. Còn cái phần thân ti hơi này đẩy lên hành trình sẽ được là 300. Là 30 cm nhá, hành trình dài đấy ạ. Phần thân mẫu này đo được là 42,5 cm các bác. Số 43 có giá là 150.000 một cái nhá. Còn đây là mẫu 44. Mẫu này này, mẫu này của nó là phi 50, hành trình 150. Phần ti hơi của nó sẽ là phi 20 và phần hành trình đẩy lên sẽ được là 15 cm nha các bác. Bên trên ở dưới này có phần khớp như này. Còn đây là mẫu 45. Mẫu 45 này nó bị mất cái bọc nên là nhìn trông nó hơi hủi nha các bác. Mẫu này là phi 63, hành trình 250. Phần ti hơi của mẫu này nó đẩy lên hành trình sẽ được là 25 cm nhá. Ti hơi thì cũng là phi 20 nha các bác. Số 45, mẫu này có giá là 130.000. Loại lớn nha các bác. Loại lớn nhưng mà nó trông nó hơi bị hủi một tí. Cái phần thân bên ngoài đâu nó hơi xấu thôi, còn cái phần ti hơi bên trong này các bác trơn tru nhẹ nhàng. Rất là sáng và đẹp nha, không có bị lỗi một tí nào. Tiếp theo là mẫu 46. Đây 46 là cái combo hai cây trục tròn. Mẫu này cái phần hai đầu này nó sẽ có gối bằng nhôm các bác. Trục tròn của mẫu này nó sẽ là trục tròn phi 20. Phi 20 trục tròn sắt đặc nhá. Mỗi một trục nó sẽ có một bi. Chiều dài phần bi đo được là 9,5 cm. Đây, mẫu này thì để nguyên như này đo tổng cả phần gối luôn là được 65 cm. Nếu em đo như này thì hành trình của nó sẽ được là 51 cm nhá. Đây, một bộ các bác sẽ có hai cây như này. Có giá là 350.000 hai cây. Đều đầy đủ gối cho các bác nhé. Tiếp theo là mẫu cái mẫu 46 này đang có 4 bộ. Tiếp theo là mẫu 47. 47 là một cái mẫu motor này. Đây ở đây nó có một cái phần bánh nhông bên trên này. Để em đo cái phần trục nhé. Cái này cái phần trục của em đo là 17. Phần bánh nhông này của nó là 7 ly nha các bác. Cái phần thân mẫu này bằng nhôm. Đây là có cái tem này, Made in Japan, 0,1 kW. Điện cái này thì nó sẽ dùng hai loại. Các bác có thể xài là điện 1 pha 220V hoặc là 3 pha 200V nha các bác. Mẫu này là mẫu số 47, có giá là 500.000. Các bác xài loại điện nào thì báo em để em đấu sẵn cho các bác nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 48. Đây 48 là cái mẫu này. Đây, mặt đằng sau này nó sẽ có các cái chân rắc cắm như này và một cái cổng chân rắc cắm 3 chân. Đây nó ghi là điện AC, đây điện đầu vào này, AC 250V, điện 1 pha bình thường nha các bác. Còn đây là mặt này. Đây nó sẽ có một cái nút công tắc này, với cả mấy cái đầu dây này, mấy cái đầu dây ra như này. Đây em sẽ đo kích thước phần thân của nó này. Bản rộng phần thân đo được là 22 cm, chiều dài phần thân là được 24,5 cm nha. Bên dưới đế nó sẽ có bốn cái chân đế như này. Đây các bác, cái này ở đây nó ghi này, điện đầu vào là AC 220V nha các bác. Đây, đây. Cái này là hàng Hàn Quốc nhá, đây toàn chữ Hàn Quốc luôn. Bên trong nó sẽ có một cái cục biến thế bên trong với cả cái vỉ mạch bên trong nhá. Các bác có cần xem cái ruột bên trong của nó ấy, mời các bác qua Zalo chọn theo là mẫu 48. Em sẽ chụp hình các bác xem nhá.
số 48 có giá là 200 ngàn một chiếc. Mẫu này hiện tại em đang có 4 cái. Tiếp theo là mẫu 49. 49 là cái xi lanh. Mẫu này là xi lanh hơi này, phi 80, hành trình 50, là loại xi lanh lớn đấy nha các bác. Phần ti hơi này nó đẩy lên sẽ được là 50, là 5 cm nhé. Ti hơi sẽ là phi 25, là loại ti hơi lớn đấy. Mẫu này bản rộng phần thân là được 9,5 cm. Phần thân chiều dài này là được 18 cm. Đấy là đo cái phần thân này không nhá, chưa tính cái phần bên trên này thò ra đâu ạ. Đầu van ống này của nó này sẽ là ống 8. Tất cả cái nào cũng còn đều đầu van ống đầy đủ, không có bị thiếu cái nào nha các bác. Mẫu số 49 có giá là 180.000 một chiếc. Mẫu này thì các bác chốt thoải mái luôn. Mẫu này mới về 20 cái cơ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 50. Đây, 50 là cái tấm mica này. Mica màu đen nha các bác, nhưng mà vẫn nhìn thấy nhá. Vẫn nhìn thấy trên bên dưới nhá. Em sẽ đo kích thước này. Mẫu này độ dày của nó là được, độ dày của nó là 8 ly nha các bác. Đây em đo phần bản rộng này. Bản rộng phần thân của nó là được 60,8 cm. Cái chiều bên này, cái chiều bên này là được 52,7 cm. Còn cái chiều cao bên trên này em đo được ở đây là được 68,7 cm nhá. Mẫu này nó có một cái phần ở đây này, kiểu như cái phần chỗ mà lắp cái tay nắm cửa ấy các bác. Mẫu số 50 có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này là em đang có mấy cái nhỉ? Có 3 cái nha các bác. 3 cái là cùng một loại, cùng một kích thước. Và cái nào nó cũng có một cái phần ô vuông ở đây này. Đấy, để lắp cái phần tay nắm cửa nha các bác. Nó bị tháo cái tay nắm cửa mất rồi. 150.000 một chiếc, mẫu số 50 nha. Đấy, hôm nay trên video của em là có tất cả 50 mã hàng. Các bác nào có nhu cầu mua thì mình có thể alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại em có ghim sẵn ở dưới phần mô tả của video rồi. Để xem được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày, xin mời các bác nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để luôn theo dõi được những video em đăng lên nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.